Chào mừng các bạn đã đến với kênh, tôi là người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là hai bộ mẹ con đực ba bê các bạn. Mẹ xin chẳng đực ba bê. Bộ đầu tiên, bộ này thì chủ báo giá là 33 triệu các bạn. Nếu mua lẻ lần đực ba bê 16 triệu rưỡi các bạn. Con bò mẹ 16 triệu rưỡi. Đây đực ba bê, cao 1m5 bò. Chân móng đồ hoàn thiện. Đó, đít ngắn múi luôn nè các bạn thấy không? Đòn dài. Đực ba bê, cao 1m5 bò. Đó, bà mẹ bơm ba bê được 15 ngày các bạn. Bà mẹ này bơm ba bê được 15 ngày nè. Cái bầu sữa hết biết luôn các bạn không? Hoa mẹ hoa đen, sái tích nghiêm chỉnh. Rúng yếm bà mẹ đều nghiêm chỉnh hết các bạn. Cao 1m25 bò. Bơm ba bê 15 ngày lứa 4. Dẫn được ba bê là lứa 3. Mẹ cao 1m25 bò. Giá hai mẹ con này thì chủ báo giá là 33 triệu các bạn. 33 triệu. Đó, anh em là bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn. Nếu mua lẻ là mẹ là 16 triệu rưỡi các bạn. Còn con thì... 16 triệu rưỡi luôn, được ba bê 16 triệu rưỡi, mẹ 16 triệu rưỡi, đồng giá 33 triệu bộ mẹ con này các bạn, 33 triệu đó, được ba bê này các bạn không, u nút chân ngóng đồ hoàn thiện, đòn dài đó, đít toàn quay nè các bạn không, cao 1m5 bò các bạn, cao 1m5 bò đó, cái đòn hết biết luôn các bạn không, chân móng hoàn thiện hết, mẹ sái tích nghiêm chỉnh mà mẹ bơm ba bê được 15 ngày các bạn. Bơ bơ được 15 ngày. Giá 33 triệu các bạn. 33 triệu bộ mẹ con này các bạn. Bò hỏa đồng các bạn. Ăn uống rất giỏi nha. 33 triệu. Đó. Sải tích nghiêm chỉnh hết các bạn. Mẹ bơ bơ được 15 ngày các bạn. Đó. Được bà bê uống nút các bạn không? Được bà bê 16 triệu rưỡi uống nút. Mẹ rúng yếm 4 vú đều. Đó. Hoa đen. Bơ bơ được 15 ngày. Bơ bơ lứa 4. Dẫn được bà bê lứa 3. Giá 33 triệu bộ mẹ con này các bạn, 33 triệu. Đó, anh em nào bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn. Bộ mẹ con tiếp theo, bộ mẹ con mẫu Bombay các bạn. Bộ mẹ con mẫu Bombay. Đây, mẹ mẫu Bombay đây, dẫn được 3B. Bộ mẹ này mới bẻ một đôi răng nha các bạn, một đôi răng nha. Thấy cái rúng với cái yếm, thấy tề ngừ chứ các bạn, rúng yếm nè. Mới bẻ một đôi răng. Đó, bật gu một đôi răng. Chân móng đồ hoàn thiện hết các bạn. Bộ mấy con này, bộ mấy con được qua bê này chủ báo giá cũng 33 triệu luôn các bạn, 33 triệu luôn. Đó. Bà mẹ cao 1m26 bò các bạn. Bà mẹ này cao 1m26 bò. Mới bẻ một đôi răng, dẫn được qua bê cao 1m06 bò. Đó. Chân móng được qua bê đều hoàn thiện hết, đòn dài các bạn. Mẹ cái cây đuôi này các bạn không? Cây đuôi chà bá, hoa đen, sải tích nghiêm chỉnh. Mẹ cao 1m26 bò, mới bẻ một đôi răng. Dẫn được ba bê cao 1m06 bò. Đó, giá 33 triệu các bạn, 33 triệu bò mẹ con này các bạn, 33 triệu. Mẹ đúng mẫu Bombay luôn các bạn. Mẹ đúng mẫu Bombay luôn. Mặt gu đòn dài nè, đúng chân móng đồ hoàn thiện hết các bạn. Giá 33 triệu. Anh em nào bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn. Trực tiếp số điện thoại của chú bò mình comment dưới màn hình video các bạn. Bà mẹ này bơm ba bê được 1 tháng nha các bạn. Bà mẹ này bơm ba bê được 1 tháng. Đó. Dẫn được ba bê là lứa đầu tiên các bạn, ba bê được một tháng là lứa nhì, giá 33 triệu bạn, 33 triệu. Bà mẹ này rúng nè, bốn vú đều nè, sái tích đồ nghiêm chỉnh hết, quyền bò hết các bạn, không lan giá chỗ nào nha. Đây được ba bê thì các bạn cái đòn hết biết luôn, chân bóng hoàn thiện, mẹ đúng mẫu Bombay luôn các bạn, giá 33 triệu luôn các bạn, 33 triệu. Đó, thấy cây đuôi các bạn không? Cây đuôi chà bá luôn các bạn, đúng mẫu Bombay các bạn. Mẹ dẫn được ba bê nè. Được ba bê này cao 1m06 bò nha các bạn. Đó, thì bò nằm ở ấp 3 xã Tân Hành Đông, huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh các bạn, gần sân banh Tân Hành Đông. Đó, giá 33 triệu các bạn, hai bộ đồng giá đều 33 triệu hết các bạn. Đó, và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.